Hai, Cảnh chào tất cả đại gia đình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại gia đình mình á biết những cái mẹo để mình gọt dứa không cần phải gọt vỏ, không cần phải bỏ mắt, rất là đơn giản luôn nha. Thì trước tiên á thì cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một cái thau nước nha, để mình khi muốn làm á thì mình phải rửa nước cho sạch nha. Thì bây giờ Cảnh sẽ đem đi rồi loại bỏ hết ba cái phần ba bụi bám đồ chơi trên ba cái bề mặt này nè cả nhà. Thì mình phải cần một cái thau nước nha, để mình đem đi rửa nha. Còn cả nhà mình đem đi lại bồn nước mình rửa cũng được vậy nha. Bây giờ Cảnh sẽ cho phần trái dứa này vô đây, Cảnh chà Cảnh rửa cho nó sạch nha cả nhà, để cho ba cái bụi bặm nó bám vô đây và những cái con này trùng này kia nó bám trên đây, nên mình phải cần phải loại bỏ cho nó sạch. Rồi sau khi mình đã chà xong thì mình đem đi rửa sơ qua nước ra sạch lại nha cả nhà. Rồi trước hết thì mình cắt bỏ hai đầu, rồi sau đó mình sẽ chẻ làm đôi nha. Rồi thì bây giờ thì cả nhà mình thấy thì những cái dứa nó sẽ có một cái đường rãnh như vậy, thì mình sẽ cắt theo những cái đường rãnh như thế nha. Cái này tùy theo mình cắt bự nhỏ để cho mình khi mình ăn nha cả nhà. Rồi mình sẽ xay lại, rồi sau đó mình cũng cắt xéo cho ngược lại nha. Rồi sau đó mình sẽ cho ra một cái dĩa. Rồi sau khi mình đã cắt ra thì cả nhà mình chỉ lấy cái một đoạn này thôi đó, mình chỉ cầm lên đây đây mình ăn thôi, và mình chấm muối nha. Đây không cần phải mình loại bỏ phần vỏ hay bỏ phần mắt gì nha, chỉ cầm lên nhà mình ăn thôi. Này cả nhà mình xem đó, mình chỉ để ra mình cầm lên mình ăn thôi, không cần phải gọt vỏ hoặc bỏ mắt đi đó. Thì cách này để mình chấm muối nha cả nhà đó. Thì cái cách đầu tiên. Rồi tiếp theo cái cách thứ hai thì cả nhà mình sẽ là một làm đôi cho Cảnh đó, thì mình sẽ làm đôi. Còn cái phần trứng này, cái phần cùi á, mình nếu mình không ăn nó cứng quá mình không ăn thì mình loại bỏ. Thì cái cách này để mình khi mình nấu canh chua cả nhà, thì mình có thể mình xắt ra miếng nhỏ nhỏ ra đó. Cái này là mình khi mình nấu canh chua nha. Còn cách hồi nãy thì mình để mình ăn chấm muối nha. Đây thì mình cắt nhỏ nhỏ ra mình cho ra một dĩa. Mình làm cái như thế này thì mình không cần phải gọt ba cái phần vỏ hay mình phết ba cái mắt ra nha cả nhà. Cái này thì mình cho qua mình để mình khi mình nấu canh chua.
Rồi tiếp theo cảnh cũng làm luôn một cách thứ ba nữa nha cả nhà. Đó, thì cách này thì mình lấy một cái cây xiên que mình xỏi vô, mình cắm vô, mình chấm muối thôi. Đây, đó, thì mình cắt xiên. Mình chỉ xỏ vô một cái xiên que, rồi sau đó mình khỉ cầm mình ăn và mình chấm muối. Nó rất là tiện lợi luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp theo phần cách thứ tư. Rồi sau đó mình chỉ cho một cái tâm lên đây cái nhà mình xem đó. Rồi tiếp theo một cách thứ năm. Đó, thì cách này mình sẽ đo thành một miếng nhỏ nhỏ vừa ăn như vậy. Thì bây giờ mình chỉ lắp qua một đường qua. Đó, thì bây giờ cái này mình cho ra một cái dĩa. Thì mình cho ra một cái dĩa rồi thì mình có thể mình lấy cái tâm mình chấm vô đây đó cả nhà xem. Rồi cái cách thứ sáu. Thì một cái cách thứ sáu thì cả nhà mình cũng cắt như vậy đó. Thì mình cái này mình cũng cho một cái phần tâm để lên đây đó. Khi mình ăn mình chỉ nắm dở lên rút ra đó. Rất là đơn giản nha cả nhà. Thì cả nhà mình cắt những cách vừa rồi để gọt dứa không cần phải mình bỏ cái phần vỏ hay mình gọt cái mắt đi, thì cả nhà mình thấy video Cảnh nó có hữu ích và mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả đại gia đình mình nha. Hẹn đại gia đình mình gặp lại clip sau nha.